Kính chào quý anh chị em cô bác gần xa, hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu với bà con cô bác một cái nhãn hiệu rất nổi tiếng của Nhật, đó là Mitsubishi MT2501. Về cái đây là cái con 25 mã lực loại 2 cầu. Đây chúng ta thấy đây. Cái tất cả các cái mâm cũng như là lớp và chúng tôi đang tiến tới cái lớp sau. Đây cái lớp sau đây. Có thông số kỹ thuật là 12.424. Đây chúng ta thấy 12.424. Chúng ta thấy mâm sơn rồi rất là đẹp. Giờ chúng tôi đang đi tới cái phần máy móc đây nha. Đây có ta lái trợ lực luôn, mà con thấy là có ta lái trợ lực rất là mạnh mẽ. Đây hoàn toàn có ta lái trợ lực luôn. Đây là cái bơm trợ lực đây. Tôi thấy là cái thông số khi đặt ở trên xe vẫn còn rất là mới. Chúng ta thấy là không có dấu hiệu của gì chứ. Chúng ta thấy. Rồi tôi quay chậm cho bà con cô bác anh chị em mình ra thấy nhé. Bây giờ chúng tôi đang quay đến phía trên của cái máy đây. Đây chúng ta thấy đây. Thế cái màu sơn rất là sáng đẹp. Ở đây là động cơ có đến 4 máy luôn nha bà con. Chúng ta thấy nè 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4 máy luôn. Chúng ta thấy tất cả các động số trên xe là còn nguyên vẹn, ốc, vít vừa dựng đầy rồi nhé. Đẩy xuống đây, chúng ta cũng sẽ đẩy này lên xuống luôn. Đây chúng ta bây giờ chúng ta do anh chị cô bác xe chúng ta thấy cái màu sơn. Đây chúng ta thấy màu sơn hoàn toàn sáng mịn, quá đẹp. Đây chúng ta thấy ống khói hoàn toàn là không có dấu hiệu của khói luôn. Nhanh. Bây giờ chúng tôi sẽ lấy cái mâm, bây giờ chúng tôi sẽ đi tới cầu sau nhé. Đây chúng ta thấy là cái đang hoạt động đây. Đây tất cả các thông số còn nguyên luôn, T30706. Tôi sẽ đi qua một vòng cho bà con xem toàn bộ nó rất là đẹp như thế này nhé. Đây là cái đồng hồ chỉ có 2820 mà thôi. Đây, còn đây là rất là đẹp, thấm mát cái chỗ đi chung chúng ta thấy là rất là rộng rãi. Bây giờ chúng tôi sẽ chạy một vòng cho quý anh chị em và con cô bác gần xa chúng ta xem nhé. Chúng tôi xin nói lại đây là con Mitsubishi MT2501 có 25 mã lực, đây là loại 2 cầu có tay lái trợ lực. Đây chúng ta thấy có tay lái trợ lực rất là nhẹ nhàng. Con này chúng tôi bán với giá là 70 triệu. Ở chúng tôi là chuyên nhập tất cả các mặt hàng từ Nhật về, tuyệt đối chúng tôi không thu mua của bà con nông dân loại. Chúng tôi không bao giờ thu mua của bà con nông dân, mà chúng tôi chỉ nhập từ Nhật về và bán trực tiếp cho quý bà con. Đây là một cái con xe rất là phù hợp cho việc cày bừa kéo sới. Ở chúng tôi bán cho mọi miền của Tổ quốc Việt Nam chúng ta, chúng tôi bán rất nhiều các nhãn hàng như Kubota, Isuzu, Yanma, Shibura, Mitsubishi vân rất nhiều, và chúng tôi giao hàng trên toàn quốc, tất cả các vùng xa xôi của chúng tôi đều giao hàng tận nơi. Cũng xin chân thành cảm ơn quý bà con anh chị em cô bác gần xa cũng đã ủng hộ kênh YouTube và đã đăng ký kênh YouTube của chúng tôi và mua hàng chúng tôi thông qua kênh YouTube. Chúng tôi bán hàng từ xa và quý khách hàng có thể không đến chúng tôi, không đến công ty của chúng tôi, mà chúng tôi quay trực tiếp cho quý bà con anh chị em cô bác gần xa xem. Và khi nào quý bà con cô bác gần xa đồng ý, chúng tôi mới tiến hành giao xe và chúng tôi mới nhận tiền. Vâng, chúng tôi giao dịch một cách rất là sòng phẳng và rất là uy tín. Chúng tôi bảo hành từ 3 đến 6 tháng từ lúc mà giao xe cho quý anh chị em cô bác gần xa. Vâng, chúng tôi kênh YouTube của chúng tôi là Hiếu Đoàn Thanh. Chúng tôi có số điện thoại chúng tôi để trên video, quý bà con cần thiết, nếu cần thiết cũng có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của chúng tôi. Vâng, và nhắn tin qua kênh YouTube của chúng tôi và đăng ký kênh YouTube của chúng tôi. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Đây, chúng tôi xin giới thiệu ở đây, chúng tôi sẽ quay toàn cảnh lại cái con Mitsubishi MT2005 này nhé. Đây là cái con 25 mã lực, loại 2 cầu, có ta lái trợ lực. Ta lái trợ lực, và chúng ta lấy màu sơn. Vâng, trân trọng cảm ơn quý bà quản nhiều. Xe này chúng tôi bán với giá là 70 triệu.